Bây giờ sau khi mà đã đóng cọc xong á thì chúng ta thi công cái phần móng. Ví dụ phần móng ở ngôi nhà này thì chúng ta sẽ thi công đài cọc với cái dằng của đài cọc. Ok. Thì cái này là cái dằng cái đài cọc đó các bạn. Đấy, đài cọc ha. Còn này là cái dằng của nó nè. Còn này thép cột thôi, mình không nói. Mình chỉ nói chứ cái chuyện mà thi công cái đài đài cọc này với cái dằng của đài cọc. Đài cọc ở trong này có gì? Thứ nhất là có thép trong đó. Thứ hai là đóng cốt pha cho nó. Thứ ba là đổ bê tông cho nó. Dằng móng, dằng đài cọc cũng vậy. Làm thép, làm cốt pha, đổ bê tông. Giờ chúng ta có ba chuyện đúng không? Rồi, một cái mặt bằng như vậy nó có những cái kích thước đài cọc như thế này rồi, đấy có những cái dằng nè, rồi vậy ha, thép trong nó thì vậy, rồi thép đài cọc, còn cái này là thép của dằng dằng đài cọc. Giờ chúng ta sẽ làm ba chuyện: làm thép, dán khuôn, đổ bê tông. Thì bây giờ mình tính sẵn luôn các bạn, tính sẵn luôn. Rồi như vậy chắc thấy rồi đó. À, số này nó bự như bằng số này đúng không? Vậy là thấy rồi. Ok. Rồi thì bây giờ VK là ván khuôn nè các bạn. Thép là thép rồi. Bê tông là bà tờ. Thì chúng ta sẽ có cái khối lượng của nó. Đầu tiên chúng ta có gì? Làm thép của đài cọc thì nó có khối lượng thép đài cọc tính bằng tấn hay bằng ký gì đó, nói chung là khối lượng của thép đài cọc với cái khối lượng của cái đà dằn cọc tính ra, bóc khối lượng ra, xong rồi bóc khối lượng của cái dáng khuôn của nó, bóc khối lượng bê tông. Thì mình có đây các bạn, đây khối lượng của nó, đây khối lượng của nó nằm từ ô này đến ô này, à, nhầm, nằm từ ô này đến ô này. Đấy. Dù bê tông đài móng thì bóc ra là 21 khối, cốt thép đài móng thì 3 tấn 2, dán khuôn đài móng thì 54 mét vuông, bê tông đài dằn thì 9 khối thôi, cốt pha của đài dằn thì là 97 mét vuông, và cốt thép của đài dằn là 1 tấn 8, đúng không? Thì là chúng ta có khối lượng của nó. Có khối lượng xong thì các bạn nhân cho công của một cái thì chúng ta sẽ ra tổng công. Thí dụ đi, bây giờ là mình làm tới công tác trong 1776 là công tác bê tông, đổ bê tông tại chỗ rồi, nghĩa là đổ bằng thủ công đó các bạn, đổ bằng cái máy trộn bê tông tấp chục lít á, à, chung là cái cối trộn xi máy bê tông á, chứ không phải đổ bằng bê tông thương phẩm. Rồi thí dụ mà làm bê tông móng ha, tính bằng đơn vị là 1 mét khối, thì để làm được 1 mét khối bê tông thì cần cái gì? Vữa. Vữa này là bê tông chứ không phải là vữa đâu, nghĩa là các bạn muốn làm bê tông đúng không? Muốn làm bê tông thì đầu tiên phải có bê tông để đổ chứ, đúng rồi. Tiếp theo là có gỗ ván cầu công tác để đi lên đi xuống đó. Gỗ ván cầu công tác là cái để mà chúng ta ngồi đi lên đi xuống các bạn. Đây, như cái anh này thì anh đang ngồi ở trên một tấm ván nè, hiểu không? Nói chung là anh đang ngồi trên cái gì đó, trên cái gì đó này á, chính là gỗ ván cầu công tác. Gỗ ván cầu công tác, đúng không? Cái chữ này là gỗ ván cầu, có nghĩa là cái gì đó mà để cho nó chúng ta di chuyển trên nó đó.
để công tác à, đúng không? Anh này đang ngồi trên cái gỗ ván cầu công tác, chính là cái định nghĩa của ván cầu công tác là như vậy đó. Đinh, đinh thì làm gì để đóng gỗ ván cầu công tác, đóng vô đinh đĩa cũng vậy, nhân công có nghĩa là để mà làm được 1 mét khối bê tông á, thì nhân công 3/7 là cần 1,64 công, đúng không? Máy thi công thì có máy trộn với máy đầm dùi nè, thì chúng ta quan tâm tới cái chuyện duy nhất á, là cái nhân công á các bạn, là nhân công là 1,64 công hoặc là 4,97 công tùy theo chiều rộng của móc. Vậy thí dụ bây giờ á, 1 mét khối bê tông móng thì cần 1,97 công để làm ra 1 mét khối, đúng không? Thì ở đây là 21 bằng 1,97 công của 1 mét khối nhân số mét khối là sẽ có số công, đúng không ạ? Thì là 42 công, 43 tính chẳng 44 à. Những con số này là các bạn là tổng số công đó, có nghĩa là lấy công của một đơn vị thì nhân cho số khối lượng cần làm ra số này, phải không? Sau cùng cho mình tổng hợp ra bằng cái này các bạn, thì đối với cái nhà này nè, nó đối với khối lượng của nhà này nãy giờ nè, tính ra cúp pha là dán khuôn thì cần 47 công tổng công, thép là 42 công, bê tông là 62 công. Ok, dán khuôn tính ra 47 công, thép tính ra 42 công, mà bê tông tính ra 62 công, đúng không? Bây giờ người ta cho mình làm dán khuôn, làm thép, đổ bê tông của cái đài móng á, của cái đài cọc đó, với cái đài dằn của đài cọc đó là trong vòng 7 ngày. Thì bây giờ người ta hỏi mình nè, trong một ngày đó anh phải kêu về, anh phải huy động bao nhiêu người để làm được cái này, nếu mà số lượng người là đều có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ mình một đội thi công thì ví dụ nó có 10 người đi, đúng không? Nghĩa là một đội thì có 10 người, cái anh tên A đó, anh có 10 người làm à. Đã. Thì 10 người đó là 10 người gọi là giống như là số cố định, đúng không ạ? Rồi. Thì bây giờ như vậy, 47 công này á, làm trong vòng ít ngày, 42 công này làm trong y ngày, và 62 công này làm trong vòng z ngày, đúng không? Thì như vậy một ngày á, là sẽ tốn 47 chia x công. Đối với thép là 42 chia y công, và đối với bê tông là 62 chia z công, đúng không? Này mình thí dụ nè, tổng số công cần phải tốn của dán khuôn là 47 công, đúng không? Chúng ta làm trong vòng 2 ngày, như vậy một ngày là phải tốn 23,5 công à, có nghĩa là một ngày là phải làm là có nhất là 24 người. Công này tính vòng 8 tiếng thôi nha. Như vậy là muốn làm được cái dán khuôn của cái đài cọc với cái đà dằn của đài cọc đó, thì muốn làm trong vòng 2 ngày á, là mỗi ngày phải huy động được 24 người mới làm được. Như vậy nếu mà con số 2 này biến thành số ít á, phải không? 47 công làm cho trong vòng ít ngày á, thì một ngày sẽ là 47 chia ít công, đúng không ạ? Rồi tiếp, tương tự cho thép với bê tông mà hồi nãy á, mình nói rồi, số công trong một ngày là giống nhau, đúng không? Tại vì một người có thể huy động được số người đó thì nó giống nhau. Nghĩa là mình bây giờ mình nằm cai thì mình có 10 người thợ, đúng không? Thì mình kêu 10 người thợ lại làm. Như vậy người ta đã giao mình trong vòng 7 ngày dán khuôn bê tông thép và làm hết,
tổng cộng 3 cái việc việc này trong vòng 7 ngày á, thì mình có 10 người thợ. Thì như vậy là cái ngày, cứ mỗi ngày trong vòng 7 ngày đó thì mình phải có là 10 người thợ, đúng không? Mình đâu có cho người ta nghỉ được đâu. Dù bữa nay mình tính ra là 10 người, cái ngày mai cái mình thấy 10 người dư quá, mình cho nghỉ 2 người, còn có 8 người à. Cái ngày hôm sau nữa, 8 người này mình thấy ô không được rồi, 8 người này dư quá, nghỉ thêm, cho nghỉ thêm 3 người nữa, còn 5 người được không các bạn? Đâu được đâu. Người ta làm cho mình thì làm một lần thôi, mình cho người ta nghỉ thì người ta không bao giờ làm nữa, đúng không? Có nghĩa là cái số người, số lượng người mà một anh cai anh có, nói chung là một anh nào đó anh có, thì là số người đó là số người thường là cố định, đâu phải muốn giảm là giảm đâu. Tăng thì được đó, tăng thì ok luôn á, nhưng mà giảm là không được, đúng không? Nhưng mà số người á thì giảm thì không được rồi. Ví dụ như 10 người giảm là không được rồi, đúng không? Tại vì giảm là không ai làm cho mình nữa trơn á. Ta làm đúng một lần ta nghỉ luôn rồi, mốt kêu không ai làm á, cho nên là giảm không được. Mà tăng thì được không các bạn? Tăng được. Tăng thì ok á, nhưng mà tăng thì tăng bao nhiêu? Số lượng người là có hạn, đúng không? Người trên cái đất là có hạn, đâu phải 10 người muốn tăng lên 100 người được đâu, đâu phải gì theo ý muốn được đâu. Cho nên là không thể nào mà tăng giảm lộn xộn được. Như vậy bây giờ mình đưa ra một cái đề, một cái ý như thế này: 47 chia x này là số người làm trong ít ngày, đúng không? 42 chia y là số người làm trong y ngày của thép, và 62 chia z đó là số người làm trong một ngày của bê tông. Thì bây giờ như vậy, 47 phần x nó sẽ bằng 42 phần y, nó sẽ bằng 62 phần z. Tại sao nó bằng? Tại vì số người trong mỗi ngày là cố định của một đội, cho nên nó bằng nhau, đâu tăng giảm được đâu. Mà hồi nãy mình có người ta yêu cầu mình là x cộng y cộng z bằng 7, có nghĩa là làm dán khuôn, làm thép, đổ bê tông trong vòng 7 ngày, nên là x cộng y cộng z bằng 7. Rồi chúng ta có cái phương trình này, với phương trình này, đúng không? Rồi cuối cùng giải ra được x là 2,17, y là 1,94 và z là 2,86. Rồi dạ. Cuối cùng thì chúng ta sẽ giải được vậy á. Đây, tổng ngày làm là 7 ngày, hiểu không? Thì giải ra x là 2,18, y là 1,95, z nó là 2,87. Như vậy bây giờ giải ra rồi đó. Vậy thì trong vòng 7 ngày này, mỗi ngày là phải tốn, phải huy động được bao nhiêu người để làm? 47 chia x tức là số người của một ngày để làm được cái dáng khuôn. X là nãy nhiêu, là 2,18 đúng không? Em 21 người các bạn. Rồi. Thì 42 chia y cũng vậy à. Y là 1,94 nè. Cũng 21 người đúng không? 62 chia z, z là 2,86. Cũng 21. Tại sao ba số này chia nhau bằng nhau? Tại nó bằng nhau, phải chia nhau bằng nhau chứ. À, có nghĩa là tổng trong vòng 7 ngày này, mỗi một ngày ít nhất phải huy động được 21 người. 21 người này làm liên tục trong vòng 7 ngày, làm 3 việc, làm dán khuôn, làm thép, đổ bê tông liên tục trong vòng 7 ngày thì sẽ hoàn thành được cái đài cọc và cái đà dầm của cái đài cọc đó.
đúng không? Vậy mình tính ra cái số công trên một ngày theo một quả máy 6 là 21, hai mấy đó đúng không? Tính là làm tròn 22 á, tại số này làm tròn thôi các bạn. Đó, nó là 21,6 mấy đúng không? Đó, thì làm tròn là 22 người. Đây là tính theo mức 1776. Nãy giờ mình tính theo 1776 không á. Rồi một hồi mình sẽ nói sau những vấn đề sau nữa. Tiếp theo bây giờ các bạn, thì bây giờ mình có là dán khuôn là tổng công là 47, thép 42, bê tông 62. Bây giờ công trên một ngày thay đổi theo ngày, có nghĩa là mình biết được á, thì mình biết được là phải một ngày phải có nhất là 22 người liên tục trong vòng 7 ngày mới làm được. Thì cái anh cai kia ảnh đưa tới, ảnh đưa tới số người á, dán khuôn á, ngày đầu tiên ảnh đưa tới có 8 người. Còn khi làm thép á, ảnh tăng lên 16 người. Khi làm bê tông thì ảnh tăng được 17 người. Có nghĩa là công một ngày theo đổi theo ngày, tức là số người của một ngày á, nó theo đổi liên tục á. Số 579 này thì lấy số 47 chia 8. Như vậy mà ảnh mà kêu ảnh huy động được 8 người làm dán khuôn, làm thép anh huy động được 16 người, làm bê tông ảnh huy động được 17 người, thì tổng cộng ảnh phải tốn 12 ngày để làm được cái khối lượng dán khuôn bê tông thép của đó. Rồi bây giờ trường hợp nữa là cái ấn định số ngày. Bạn thấy số 47 công là cố định đúng không? Cái số 47 chia x đó là số công của một ngày, là số này thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng số x. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai á, cái số x này nó thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng tới số công một ngày. Đúng không ạ? 47 thì bằng 47 chia x nhân x. 47 chia x này thay đổi á, thì x này nó bị thay đổi, bị ảnh hưởng. Còn nếu mà con x này nó thay đổi thì con 47 chia x này nó bị ảnh hưởng. Công một ngày thay đổi theo ngày, tức là con số 47 chia x này nó thay đổi liên tục. Thấy không? Vậy là số x ngày này bị ảnh hưởng. Đó là trường hợp mình mới nói. Bây giờ tới số x ngày thay đổi. X ngày thay đổi nghĩa là chúng ta sẽ ấn định làm trong bao nhiêu ngày, công thì không đổi rồi. Cái dán khuôn này nó tổng cộng là cần 47 công, mà bây giờ mình quyết định cho nó làm trong vòng 2 ngày. Thép này là tổng cộng là biết là 42 công nè, mình quyết định làm cho nó làm vòng 4 ngày. Cái bê tông này á, thì là 62 công, mình quyết định làm trong một ngày thôi. Như vậy là tổng số ngày để thực hiện ba cái việc này là 7 ngày, đúng không? Mà muốn làm như vậy á, thì 2 ngày làm dán khuôn này á, mỗi ngày anh phải huy động được 24 người. 4 ngày làm thép này á, mỗi ngày anh phải huy động được 11 người liên tục trong vòng 4 ngày. Còn đổ bê tông mà ảnh muốn làm trong vòng 1 ngày á, thì ảnh phải huy động 62 người nội trong vòng 1 ngày để làm thôi. Thì đó là tất cả các trường hợp có thể xảy ra, nghĩa là của cái loại này.
Nhưng mà bây giờ vậy nè các bạn, thì bạn thấy người ta giao cho mình là trong vòng 7 ngày phải hoàn thành dán khuôn thép bê tông của cái đài cọc, cái đài dằn đó. Thì mình tính ra rồi, mình muốn làm được như vậy là mỗi ngày mình phải huy động là 21 người, trung bình 21 người đúng không? 21 người nó lập trong vòng liên tục 7 ngày, nghĩa là 7 ngày cứ mỗi ngày là phải có 21 người ít nhất. Nhưng mà cái này là mình tính theo định mức của 776. Theo kinh nghiệm của mình là chỉ cần 1/3 của 776 là làm được rồi. Có nghĩa là nếu mà mình muốn thực hiện 3 công việc đó trong vòng 7 ngày thì thực chất mình chỉ cần 21/3 của người một ngày thôi, có nghĩa là 7 người để làm được. 7 người này nè các bạn. Số 1/6 này là chia 3 ra 7 nè. 7 người này là 7 người thợ nha không? Có nghĩa là 7 người làm được việc á, chưa tính phụ á. Vậy là 7 người thì cần ít nhất 3-4 phụ, đúng không ạ? Vậy là muốn làm được trong vòng 7 ngày thì chúng ta phải cần ít nhất là 7 người thợ và 3-4 người phụ để làm được liên tục trong vòng 7 ngày. Ví dụ bây giờ người ta không gấp gáp với mình, người ta cho mình làm trong vòng 9 ngày. Thì mà như vậy là công một ngày là khoảng 17 người. Đúng không ạ? Như vậy thì theo định mức 1776 á, nếu mà muốn làm trong vòng 9 ngày thì một ngày tốn khoảng 17 người để làm. Nhưng mà mình biết được chỉ cần 1/3 thôi, có nghĩa là một ngày chỉ cần 6 người thôi là làm được trong vòng 9 ngày. Thì 6 người này là 6 người thợ. 6 người thợ có nghĩa là phải cần 3-4 người phụ đó, tổng cộng là 10 người lận á. Tính thợ thôi nha. Phụ bao nhiêu thì tùy cái tính chất công việc. Rồi như vậy là chúng ta đã quy động số người đều, đúng không? Còn cái này là quy động được số người mà không có đều nè. Rồi còn cái này là chúng ta ấn định số người luôn nè, ở ấn định số ngày luôn nè. Như vậy là tất cả các trường hợp có thể xảy ra được đối với một cái công tác. Dù bây giờ ngày đầu tiên trong những ngày làm dán khuôn ảnh quy động được ngày đầu tiên anh làm được, anh huy động được 15 người các bạn. Ngày số 2 khi làm thép, không phải ngày số 2 nha, nói chung là những ngày làm thép á, anh huy động được 20 người. Tới cái ngày làm bê tông thì ảnh huy động được giảm còn 15 người, như lúc làm nhắn khuôn gì đó. 5 người kia lúc đầu là được 15 người làm dán khuôn, đúng không? Lúc sau thì kêu thêm 5 người thợ ở dưới quê lên á, làm khi làm thép thì được 20 người. Cái khi mà làm bê tông á, 5 người thợ đó về làm lúa, có mùa lúa người ta nghỉ, không? Nói chung là vì vấn đề về đề gì đó mà người ta nghỉ á, thì lúc này còn có 15 người. Ok, như vậy là đối với số người có một ngày thay đổi liên tục như vậy á, thì cuối cùng mình có được là mình biết với số lượng người như vậy á, là sẽ làm trong vòng 9,4 ngày, tức là 10 ngày xong được cái khối lượng đại cọc với đại dằn đó.